anh chị ạ. Sorry, em xin báo cáo nhân một trường hợp sarcoidosis có tổn thương cơ ạ. Thì sarcoidosis là một cái bệnh này mình rất hay gặp trên lâm sàng rồi, đặc trưng bởi tình trạng viêm mạc. Nguyên nhân thì chưa được biết rõ. Tổn thương cơ quan nhiều nhất thì gặp là ở phổi, da với hạch bạch huyết. Ở trên phổi với ở bên hạch trung thất thì tỷ lệ nó khoảng 90% các ca sarcoidosis. Ở trên mắt thì từ 25 đến 80%, còn ở trên da là khoảng từ 25 đến 35%. Và triệu chứng lâm sàng thì thường không điển hình. Các cơ quan khác thì cũng có thể có các tổn thương, và các tổn thương đấy thì thường dễ nhầm lẫn với những cái bệnh khác. Về sarcoidosis cơ thì tỷ lệ chỉ chiếm khoảng 3% là có các cái biểu hiện lâm sàng. Như, tuy nhiên là trên sinh thiết cơ ngẫu nhiên đối với các bệnh nhân mà có sarcoidosis thì tỷ lệ có tổn thương cơ nó khoảng từ 75 đến 80%. Nhưng mà vì cái triệu chứng lâm sàng thường không có nên là dễ bị bỏ qua. Về ca lâm sàng em báo cáo là bệnh nhân nữ 57 tuổi. Đi khám lần đầu tiên là vì gầy sút cách 4 tháng và sau đó đã được chụp cắt lớp vi tính thì được chẩn đoán là có nhiều hạch trung thất, không có tổn thương phổi. Được nhập viện thì được nội soi trung thất, được chẩn đoán theo dõi là sarcoidosis. Các xét nghiệm bin lăng lao ở bệnh viện kia thì âm tính, người ta quyết định là điều trị bằng dexamethasone duy trì 3mg trên ngày. Thì sau khi mà điều trị 3 tháng thì bệnh nhân xuất hiện đau tức cơ cẳng chân hai bên, có sưng nề thì vào viện Bạch Mai. Ở đây thì là cái kết quả sinh thiết hạch ở bên bệnh viện cũ thì có cái tổn thương nhìn thấy là có cái cấu trúc hạch bị xóa hoàn toàn, thay vào đó là các ổ tổn thương viêm hạt ở những cái mũi tên màu xanh. Về lâm sàng khi mà vào bệnh viện Bạch Mai thì triệu chứng toàn thân thì không có gì bất thường cả. Cơ năng tại chỗ thì có đau tức cơ cẳng chân hai bên, có các cái nổi cái cục, cái nốt tổn thương, không có hạn chế vận động, không nóng đỏ gì cả. Khám thực thể thì có các tổn thương chắc trong cơ, không thấy có các bất thường về mạch máu và khớp. Về xét nghiệm máu thì công thức máu thì không có gì bất thường, sinh hóa cũng không có gì bất thường, CK không tăng. Chẩn đoán hình ảnh thì bọn em chụp MRI cơ cẳng chân hai bên thì có các tổn thương dạng viêm ngấm thuốc trong các cơ vùng cẳng chân hai bên, thâm nhiễm tổ chức mỡ dưới da lan tỏa cẳng chân hai bên. Đây là các cái tổn thương ở trên phim chụp MRI cẳng chân của bệnh nhân, các cái tổn thương ngấm thuốc được chỉ trên mũi tên. Về tiến hành sinh thiết cơ bắp chân cho bệnh nhân thì mình thấy có các ổ tổn thương hạt kích thước đều nhau, chủ yếu là tế bào bán liên ở cái mũi tên màu xanh. Bên phải thì có cái ổ tổn thương viêm hạt điển hình. Đây này, bệnh nhân được chẩn đoán là sarcoidosis có tổn thương cơ sau khi mà bọn em đã loại trừ các nguyên nhân là có thể là có lao cơ. Sau đó được điều trị bằng liều là methylprednisolone 1mg trên kg trên ngày. Thì sau khi mà điều trị khoảng một tuần khám lại thì đã gần như là hết các cái tổn thương ở chân hai bên. Nó được điều trị duy trì methylprednisolone 2 tuần, nó lên kế hoạch khám lại cho bệnh nhân. Để bàn luận thì nhất là sarcoidosis này là cái bệnh tỷ lệ rất hiếm gặp, tỷ lệ thay đổi thì từ 0,5 đến 2,3% các ca sarcoidosis. Gần đây nhất thì có một cái nghiên cứu mới thì nó tăng lên là 5%. Các ca tổn thương thì dễ nhầm với viêm cơ do nhiễm khuẩn hay là do tự miễn. Biểu hiện lâm sàng thì thay đổi tùy từng thể. Sarcoidosis thì được chia làm hai nhóm chính là nhóm không có triệu chứng và nhóm có triệu chứng. Nhóm không có triệu chứng thì thường được phát hiện ngẫu nhiên bằng cách là sinh thiết cơ các bệnh nhân đã được chẩn đoán sarcoidosis do có tổn thương ở trên các cái cơ quan khác. Còn cái nhóm có triệu chứng thì tỷ lệ hiếm gặp hơn, như đã trình bày ở trên thì khoảng đến 2,3% thôi. Nhóm cho triệu chứng thì gồm có 3 thể chính là bệnh cơ mạn tính chủ yếu nhất, cái nhóm này chiếm 86%, sau đó là bệnh cơ cấp tính là chiếm 11%, còn thể bệnh cơ dạng cục là thể hiếm gặp nhất là khoảng 7%. Thể bệnh cơ mạn tính thì thường gặp ở bệnh nhân nữ tuổi từ 50 đến 60, diễn biến chậm, chủ yếu là yếu với teo cơ gốc chi hai bên, đối xứng hai bên, dễ nhầm vì các cái bệnh cơ tự miễn. Xét nghiệm thường bình thường, có thể có tổn thương trên cơ. Cái này nó khác các bệnh cơ tự miễn, là thường là CK nó sẽ không tăng. Chẩn đoán thì cái này bắt buộc phải dựa vào sinh thiết cơ, không có các cái chẩn đoán bằng các biện pháp khác. Về thể viêm cơ cấp tính thì thường gặp ở bệnh nhân nữ dưới 40 tuổi, chủ yếu là sưng nề và đau các cơ. Cái này dễ nhầm với này bệnh viêm cơ nhiễm khuẩn, men cơ có thể tăng, tổn thương trên điện cơ thì tương tự như là viêm đa cơ. Các tổn thương ở trên cộng hưởng từ có thể có nhưng mà rất nhỏ và dễ bị bỏ qua. Sinh thiết cơ thì là cần thiết nhất để chẩn đoán cái này so với lại viêm đa cơ.
Thể cuối cùng là thể bệnh cơ dạng cục, là thể hiếm gặp nhất, cũng là cái thể mà bọn em gặp ở trên cái bệnh nhân nữ đã trình bày ở trên. Thì thường gặp ở tổn thương chi dưới, tổn thương dạng nốt, không đau, không hạn chế vận động. Xét nghiệm máu và điện cơ thì bình thường. Tổn thương cơ thì có tổn thương cơ rõ như là bọn em đã trình bày trên, là những cái tổn thương ngấm thuốc ở trên chụp MRI. Sinh thiết cơ thì có tổn thương điển hình của viêm hạch. Thì điều trị thì corticoid là lựa chọn đầu tay để điều trị trong các cái tổn thương cơ này. Tuy nhiên là liều điều trị thì tùy từng cái tác giả rất thay đổi. Thường là người ta sẽ chọn là từ 0,5 đến 1 mg trên kg trên một ngày. Sau đấy thì duy trì từ 8 đến 12 tuần, có thể là lên kế hoạch giảm liều hoặc là thay đổi thay đổi thuốc nếu mà không đáp ứng, có các nguy cơ bị tái phát trở lại. Hiện nay thì các thuốc ức chế miễn dịch thì đang được nghiên cứu gồm có infliximab và adalimumab. Cái này thì mới được báo cáo ở trên một số ít trường hợp đáp ứng thì tương đối tốt. Thì kết luận của em là sarcoidosis có tổn thương cơ, cái bệnh cảnh phức tạp với nhiều biểu hiện đa dạng, cần lưu ý đến chẩn đoán này để điều trị sớm để tránh các cái tổn thương vĩnh viễn cho bệnh nhân như là yếu cơ hay là teo cơ. Điều trị càng sớm thì càng có hiệu quả, và corticoid là lựa chọn hàng đầu đối với cái bệnh này. Đây, em xin kết thúc. Cảm ơn mọi người lắng nghe ạ. Vâng, trân trọng cảm ơn bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Mạnh.